Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 đạt 588,96 tỷ đồng. Như vậy, 4 tháng đầu năm, tỉnh đạt số thu là trên 3.000 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán năm và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 490 tỷ đồng, đạt 27,2% so với dự toán năm và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các chính sách của chính phủ về tài khóa, theo dõi sát sao diễn biến các khoản thu, tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường quản lý thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước. Năm 2022, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 10.500 tỷ đồng, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.